Ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, chúng ta mở đợt tấn công thứ 3 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đợt tấn công này có nhiệm vụ đánh chiếm các cứ điểm phía Đông, tạo thời cơ tiến hành tổng công kích tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đến 9 giờ 30 ngày 7 tháng 5, ta đã chiếm được cứ điểm A1 và C2. Đến chiều 15 giờ ngày 7 tháng 5, ta từ các hướng tiến thẳng vào sở chỉ huy địch. Tướng De Castries và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Ba đợt tấn công làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Vâng, thưa quý vị, và hơn 70 năm trước, có một con đường tiếp vận từ hậu phương Thanh Hóa đến với mặt trận Điện Biên Phủ đã được tạo nên, đó chính là tuyến đường 41. Gắn liền với hình ảnh những đoàn người, những đoàn xe không ngừng vận chuyển lương thực, hàng hóa để chi viện cho tiền tuyến. Ở tuyến đường đã ghi dấu đóng góp to lớn của quân dân Thanh Hóa vào chiến lợi chung của chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Và tuyến đường 41 lịch sử nay đã trở thành một phần của quốc lộ 6, liên kết các tỉnh Tây Bắc. Một dự án giao thông mới đang được triển khai, nối quốc lộ 6 với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Thanh Hóa, kết nối tỉnh này với Tây Bắc và đến với Điện Biên. Tuyến đường tiếp vận năm xưa đã mang một ý nghĩa mới trong thời đại hòa bình của đất nước. Với hơn 1 triệu lượt người, hàng chục nghìn xe đạp thổ, tàu thuyền và các phương tiện vận chuyển cung cấp 30% số gạo cả nước phục vụ cho chiến dịch. Đó là những con số nói lên đóng góp quan trọng của Thanh Hóa trong thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc đó mới có 5-6 tuổi nhưng mà vẫn còn hình dung được là các cái đơn vị bộ đội hành quân qua chỗ nhà mình coi đi dầm dập ngày đêm. Tất cả các ngã đường, tuyến đường lúc nào cũng dầm dập cả đêm. Hơn 70 năm trước, một con đường tiếp vận quan trọng từ hậu phương Thanh Hóa đến với mặt trận Điện Biên Phủ đã được tạo nên. Đó là tuyến đường 41. Tuyến đường ghi dấu những đoàn người, đoàn xe không ngừng nghỉ vận chuyển lương thực, hàng hóa chi viện cho tiền tuyến. Cái lượng lương thực, thực phẩm chủ yếu lên tiếp tế cho Điện Biên Phủ là từ hậu phương Thanh Nghệ Tĩnh. Trong số 261.000 cái dân công và trong số hơn 21.000 cái xe đạp thổ huy động cho chiến dịch Điện Biên Phủ thì phần lớn trong đấy là xuất phát là của Thanh Hóa. Phụ nữ cũng đi rất là đông. Người nhiều tuổi đến 45, 50 tuổi vẫn có rất nhiều người đi dân công. Có những cái gia đình là có bao nhiêu lúa là ủng hộ hết. Rồi lợn, bò, rồi tài sản. Lúc đó là một xe đạp Bozo, rồi các cái xe đạp của Pháp. Lúc đó là cứ mỗi một cái xe đạp là giá trị như một cái nhà ngói to. Một cái tài sản lớn ở mỗi gia đình. Nhưng tất cả đều được huy động cho tiền tuyến hết. Lúc bây giờ trên cái tuyến di viện chiến đường này không chỉ là một tuyến đường thuần túy theo nghĩa là cái tuyến giao thông, mà đó thực sự là một cái mặt trận nóng bỏng. Thế là một mặt là không quân Pháp là tập trung đánh pháo vào đấy để ngăn chặn cái tuyến di viện cho Điện Biên Phủ, mà đó còn là mặt trận bám trụ trên cái tuyến đường ấy là lực lượng thanh niên xung phong, là lực lượng dân công hỏa tuyến ngày đêm bám trụ để mà săn sẵn sàng tái lập đường. Và trên tuyến đường đấy còn có cả những cái lực lượng phòng không ứng phó với máy bay địch. Phải nói là bom đạn của Pháp nó đánh ở đây cũng có những người phải hy sinh. Rồi đi theo đường rừng núi hàng mấy trăm cây số như vậy thì ngủ trong rừng, cho nên là có nhiều người lại phát bệnh sốt rét, nhưng xong khỏi lại tiếp tục đi. Tuyến đường 41 lịch sử này đã trở thành một phần của quốc lộ 6 liên kết các tỉnh Tây Bắc. Một dự án giao thông mới đang được triển khai nối quốc lộ 6 với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa, kết nối tỉnh này với Tây Bắc và đến với Điện Biên. Tuyến đường tiếp vận năm xưa được mang một ý nghĩa mới trong thời đại hòa bình của đất nước. Mục đích của tuyến đường là nhằm hình thành cái trục giao thông chính kết nối liên vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, tạo cái điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển vận tải, mở ra cơ hội lưu thông hàng hóa phát triển mạnh mẽ, nhất là phát triển du lịch, góp phần quan trọng trong cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh. Chúng tôi trở lại những cái tuyến đường đấy thì nhận khác rất là nhiều. Bây giờ rằng nếu nhìn vào thì khó hình dung được những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái trở ngại mà hồi đấy cha ông ta đã phải khắc phục để mà đến với Điện Biên. Bây giờ nó mở rộng, nó đỡ đường nhựa, xe đi về là nó rất thuận lợi. Mà thấy bây giờ lại thấy cái thiên nhiên nó hùng vĩ, nó đẹp, nó thế, nó tạo cho mình có một cái gì cũng niềm tự hào về quê hương đất nước. Thanh Hóa cũng sẽ là một trong 5 điểm cầu trong chương trình đặc biệt dưới lá cờ quyết thắng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều nhân chứng lịch sử, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu trong chương trình sẽ đưa khán giả quay trở lại những năm tháng hào hùng với ký ức không thể nào quên của dân tộc. Chương trình dưới lá cờ quyết thắng sẽ được truyền hình trực tiếp
vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 5 trên VTV1.